Dư Hiền xin được gửi lời chào trân trọng đến quý cha cùng toàn thể quý cộng đoàn. Dạ, và tiếp theo chương trình con xin được gửi tặng đến quý cha cùng quý cộng đoàn một sáng tác của linh mục nhà sĩ Nguyễn Duy Vi, bài hát Chúa là một tử, mời quý vị cùng nghe. Mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi, con sợ chi? Cỏ tươi dần đồng xanh, con nó thoáng không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống nó đầy. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này, suối nước mát bao con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát có xanh còn hiểu gì. Chúa là mục tử, người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Khó nguy con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, gậy người dẫn chiên nhân từ, người dẫn con thấy đồng đội này, suối nước mát bao con thấy uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát cỏ xanh còn hiểu gì. Quý vị cùng vỗ tay với con được không ạ? To hơn một chút nữa ạ. Chúa là mục tử, người dọn bữa kê bàn cho con dân. Dầu người tràn lan và trên ái ân người đầy tràn. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, Chúa muôn đời. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này, suối nước mát bao con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát khó xin còn hiểu gì. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này, suối nước mát bao con thấy uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát cỏ xanh còn hiểu. Hey. Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều.